Alo, alo, chào mọi người, mình là Cóc đấy ha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Channel Sino. Mình vẫn đang trong cái thời gian cách ly Covid ha. Nhưng mà nói chung là cũng gần xong rồi các bạn ha. Rồi, thì tiếp tục cái series hướng dẫn biên tập video bằng DaVinci Resolve ha. Trong video lần này mình sẽ chỉ với các bạn cái cách để mà vẽ trong DaVinci Resolve ha. Thì cái cách của mình á, nó sẽ khác hoàn toàn với những cách mà bạn tìm thấy trên mạng. Cái cách này thì mình chế đó các bạn, nhưng mà theo cá nhân mình thấy á, thì cách này là cái cách mà dễ nhớ, tự nhiên nhất ha. Đó, cụ thể như thế nào thì intro. Không kêu ta. Intro. Rồi, trước khi vào nội dung chính á thì mình giới thiệu chút xíu ha. Thì trong cái channel của mình á, mình có nguyên một cái series hướng dẫn biên tập video căn bản ha, từ cái căn bản cho những bạn mà chưa biết gì luôn đó. Bạn có thể vô cái channel của mình để mà coi những cái video đó ha. Mình sẽ để cái link dưới phần mô tả cho bạn coi nguyên cái link, nguyên cái series luôn ha. Rồi giờ là bắt đầu vô nội dung chính, đó là cách để mà vẽ trong DaVinci Resolve, cái cách mà theo mình thấy là đơn giản nhất và dễ nhớ nhất ha. Rồi ok, vào nội dung chính, bắt đầu. Đây, coi lại cái intro ha, coi lại cái video intro này. Đây, thấy không? Đây là cái mũi tên. Đó, nó sẽ vô đây rồi di chuyển, thấy không? Đó, thì cái cách của mình á là cái nguyên lý đó là như thế nào? Nguyên lý là có 3 bước ha. Bước đầu tiên là bạn dùng một cái phần mềm khác để mà bạn vẽ. Ví dụ như là bạn dùng phần mềm pen á, phần mềm pen có sẵn trong Windows ha. Bạn vẽ cái mà bạn, cái hình mà bạn muốn. Ở đây là mình vẽ thành mũi tên các bạn ha. Đó. Rồi, bước thứ hai là gì? Bước thứ hai là mình xóa cái background, xóa cái phông nền đi. Đó, đây là cái hình mà chưa xóa phông nền nè. Đây là hình xóa phông nền. Và bước thứ ba là gì? Là đưa cái hình mà xóa phông nền rồi á, cái hình mà cái hình vẽ mà đã xóa phông nền á, đưa vô DaVinci Resolve xử lý ha. Đó. Nè, ví dụ đây là cái hình mà chưa xóa phông nền nè. Đưa vô nó sẽ như vậy nè bạn. Ha, đó. Còn đây là cái hình mà đã xóa phông nền nè, đưa vô nó sẽ đây, thấy không? Bạn thấy nó trong suốt không, thấy không? Và đưa vô thì bạn sẽ xử lý nó dễ dàng như là cái hình này của mình nè. Đây nè, coi này nha. Đó, kết hợp với những cái keyframe là bạn sẽ ra được cái video mà có cái hình đó, rất là đơn giản ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ demo các bước cho bạn coi ha. Đầu tiên thì bạn bật cái pen lên để mà bạn vẽ ha. Rồi, đây là cái màn hình pen này ha. Đó, mình sẽ vẽ cái mũi tên cho các bạn coi ha. Đây, mũi tên này các bạn. Mũi tên đây. Rồi, vẽ cái hình mũi tên. Rồi ví dụ như là bên mình muốn nó là cái viền màu cam đi. Rồi, còn ở trong là màu đỏ ha. Màu đỏ là màu xanh vậy đó, thì bạn chọn ở đây. Ở đây nè, nó có chỗ fill nè ha, solid fill nè. Đây. Rồi, xong bạn chọn màu. Qua đây bạn chọn màu, ví dụ như là chọn màu vàng đi. Xanh nè, không màu vàng, rồi màu vàng ha. Đó, xong bạn sell lại thành một cái file ha. Sell lại ví dụ đặt tên là around test chẳng hạn. Đó, rồi bước thứ hai là bạn xóa cái phông nền nó đi ha. Xóa phông nền thì phần mềm pen này hình như là không có cho xóa phông nền các bạn, nên bạn dùng một cái tool khác, ví dụ như là Photoshop cũng được, hoặc là mình chỉ với bạn một cái tool online luôn. Đây, bạn lên Google, bạn search chữ là remove background, nó sẽ ra cái web này các bạn. Cái web tên là remove.bg đấy ha, là remove background á. Rồi bạn vô đây bạn upload cái hình nãy nè, này around test nè. Đó, nó sẽ xóa cái phông nền cho các bạn. Đây là nó xóa rồi ha. Rồi sau đó bạn bấm vô đây bạn download về. Ở đây có cái download HD, cái download HD thì tốn phí các bạn ha. Còn download miễn phí thì nút này. Đó, bạn download về bạn đây. Cái file này đây ha, around nè. Rồi xong bạn lấy cái file này bạn đưa vào DaVinci Resolve bạn xử lý ha. Rồi đây, quay lại cái màn hình mà DaVinci Resolve ha. Nè, đây là cái hình mũi tên mà chưa xóa phông nền, còn đây là hình mũi tên mà đã xóa phông nền này ha. Mình coi đem vô cho các bạn coi lại nè. Đây là cái hình mà chưa xóa phông nền, đưa vô nó sẽ như vậy, thấy không? Đó, còn bây giờ là bạn cái hình mà đã xóa phông nền đưa vô. Đó, thấy không? Nó không có bị che. Đó, rồi bây giờ bạn xử lý thôi ha. Nè, bạn xử lý ví dụ như nè, bạn cho nó vô vậy đó. Rồi ví dụ như là bạn vô inspector á, bạn thay đổi kích thước của nó đó, thấy không, bạn đưa nó vô đây. Rồi ví dụ như là bạn muốn nó xoay cái hướng nè, thì có cái rotation angle đây nè, rotation angle nè, đây nè ha, rồi đây rotation angle đây ha, đấy các bạn. Rồi bạn xoay, thấy không, đó nó xoay nè đó. Rồi còn cái này là cái angle point, tức là cái mà cái tâm xoay á, bạn có thể thay đổi cái trục xoay nè, cái tâm trục xoay nè đó. Ví dụ như là mình đưa cho nó vô giữa cái mũi tên đi đó, đây ha, nè cái chỗ này nè đó. Rồi bây giờ bạn xoay thử nè đó, thấy không đó. Thì bạn phối hợp với những cái keyframe ha, những cái keyframe này mình có một cái video hướng dẫn cách sử dụng keyframe ha. Bạn chỉ cần phối hợp với những cái keyframe này là bạn có thể ra được cái xử lý giống như là cái video demo này, đây nè, cái video demo mình nè đó, thấy không, rất là mượt, rất là đơn giản và rất là tự nhiên luôn ha. Đó là cái cách hướng dẫn để mà bạn có thể vẽ trong DaVinci Resolve một cách mà tự nhiên nhất và dễ nhớ nhất ha. Đó thì tất nhiên là trong cái DaVinci Resolve có nhiều cách để mà vẽ ha, thì có thể là những video khác mình sẽ hướng dẫn các bạn nhiều cách vẽ khác nữa ha. Đó thì video này mình sẽ chỉ hướng dẫn cái này để mà bạn vẽ một cách đơn giản nhất, dễ dàng nhất ha. Rồi video tới đây là hết rồi ha. Nếu mà bạn thấy video này có ích á, nhớ cho mình một like ha. Và nếu mà bạn có thắc mắc gì á, hoặc là bạn muốn mình làm về chủ đề gì thì nhớ để lại comment ha. Bạn nào làm thử đi, cứ làm thử rồi xong rồi post cái thành quả lên để mình coi video mình nhận xét ha. Đó rồi, ok. Mình nhớ là mình có làm nguyên một cái series về DaVinci Resolve căn bản ha. Đó, bạn có thể coi dưới phần mô tả. Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Bye bye and good luck.